Yo, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là từ từ đường phố đây, chào mừng người nha. Chúc em rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video mình hay và đừng quên like và share để mình thấy kênh nha. Tôi đang từ bên góc phải, mình cảm ơn người rất nhiều. Ngoài ra không biết anh em đã quạt bộ kê này chưa, đâu chưa cái shop nha, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video anh em có ủng hộ và còn nào, xin cảm ơn bạn. Mọi vấn đề về thời tiết anh em xuống phần comment xem giúp mình nha. Ok, quay trở lại video hôm nay thì chúng ta lại comment bộ kê Trung Quốc, anh em lại đi tiêu 100k kim cương nghịch tiếp. Hôm nay chúng ta cùng đến với con nạc Aces. Con nạc này các bạn nhìn có quen không? Hôm mình đã nỡ đổi đồ đeo của nó lên cộng 8. Tiện nói luôn, nhiều anh em hỏi là đồ đeo này anh kiếm đâu ra vậy, thì ở cái sự kiện lần trước á, thì nó có nha các bạn nhá. Còn sự kiện lần này thì nó không có đồ đeo nhưng lại có tiêu đó, em tranh thủ. Ok, quay lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ triệu hồi một cháu nữa. Thì như bữa mình đã nói rồi, mình sẽ review mấy cháu này vì mình chưa được review ở bên Việt. Để qua bên Trung review tạm nha anh em nhá. Nhân vật hôm nay được review đó là Vua Tháp Ba Lê. MT các bạn, MT Vua Tháp Ba Lê nhá. Thì hết rồi, cũng chẳng còn cháu nào nữa. Còn Aces thì thôi, không đủ kim cương các bạn. Giờ thì không dài dòng, làm ngay cháu nó về đã các bạn. Đổi ngay cháu nó về rồi tính tiếp. Kim cương còn lại thì mình sẽ để đấy để cày cuốc. Đấy, xem tí xem nên nâng cấp cái gì các bạn. Xem có gì nâng cấp ngon ngon không, mình nâng cấp luôn cho con nạc này. Mình vì hôm nay em vẫn đổi quà nó thay đổi mà các bạn. Biết đâu có gì ngon ngon, mình qua lưng lại cho con nạc chính kia. Con nạc mà có cháu PRM Dienga đó. Con nạc tâm huyết của mình. Cày thần lực đấy. Cố gắng mình sẽ qua đây cày cuốc tiếp và làm video cho anh em xem. Video hôm nay sẽ là video bản cuối cùng test nha các bạn nha. Hôm nay là video cuối cùng về test arc rồi, hôm sau sẽ là video cày cuốc. Thì video về poke chung thì thường mình sẽ cập nhật vào video sáng hoặc là video 3 giờ chiều. Anh em có thể theo dõi kênh để xem tham gia nha. Hôm nay sẽ lag nhỉ. Còn đầu game thì nó sẽ sập vào ngày 31 tháng 10 này, các bạn không phải lo. Cứ trải nghiệm đi. Hết thì thôi. Tranh thủ những ngày cuối cùng trải nghiệm. Ok, giờ thì chúng ta cùng triệu hồi Vua Tháp Ba Lê về đội nào. Chịn sò con bò hẳn ngay các bạn. Ôi, nhìn khác hẳn nhỉ, con NT thời đầu thì khác hoàn toàn các bạn. NT thời đầu nó không như này. Đấy, nhìn đúng phong cách Vua Tháp Ba Lê, những cái quả mặt kìa, xịn sò thật sự ạ. Chụp ảnh lại phát cho nó đẹp trai. Ok, giờ thì chúng ta cũng đi ra xem nào. Hệ nửa đúng không? Nửa Vua Tháp Ba Lê. Đây là con NT bình thường này các bạn này. Còn đây là Vua Tháp Ba Lê, khác nhau hoàn toàn nhé. Đây các bạn có thể để ý thấy này, sự khác nhau của hai con này. Nó khác nhau về màu sắc và hình thù. Con này nó hơi to hơn tí thôi. Các bạn nếu để ý thấy cháu Vua Tháp Ba Lê to hơn tí. Cái bờ màu hồng, đôi mắt nó cũng khác hoàn toàn. Đây. Đó. Cái viền xung quanh đỏ hơn, mắt thì màu tím. Đây là sự khác biệt hoàn toàn nha các bạn, để ý là thấy. Mặt to hơn rõ ràng này. Đấy. Ok, cho lên đội nào. Up never. Mình là có đủ không? À, tài nguyên có khi lại đủ lại nèo lưng lên anh em. Lại đủ lưng lên đây để test skin. Up nào. Lag thật sự luôn ạ. Hôm qua thì mình test mình hơi ngốc. Nhưng hôm nay mình đang nghĩ ra rồi. Mình sẽ đổi cái miếng hệ đeo của cháu Aces mang cho cháu này luôn. Đây mình mang luôn cho các bạn coi này. Đấy, lực khiến cho nó thay đổi hoàn toàn nha các bạn nhé. Tạm thời cho cháu Aces đi tạm luôn. Em này chỉ test cháu này là chính thôi. Xịn sò con bò ngay các bạn, gì có gì đâu mà. Xịn sò con bò ngay. Đột phá tiếp nào. Ui, không đủ lưng thân mật rồi. Nhưng thôi kệ không sao các bạn. Up nè cộng skin đó nào. Never go. Úp lên. Rồi. Đấy, xịn sò con bò hẳn ngay skin. À, level 40 mới mở skin các bạn ạ. Uầy, nó chưa được mở skin luôn ạ. Quên, đánh nhầm. Không được cái nào đẹp nhỉ. Đây rồi, tạm thời dùng này đi. Pro, reset pass. Không sao ra được cái A thôi, không được.
Open S là được A, nó cũng ngon rồi. Đây rồi, có một cái A. Đấy. 85-86k để một chiến các bạn. Hay cũng ra gì đấy, đùa đâu. Đừng đùa với chúng tôi nhá. Uy lực của món đồ đeo thì các bạn biết rồi. Hồi trước mình đã làm video test rất nhiều anh em để xem. Giờ thì chúng ta đi xem skin của trò nó đánh như thế nào nhá. Xem có đẹp trai phô mai que không. Một kin xịn nhờ, nhìn kêu cũng xịn thật sự ạ. Ok, tiếp theo một kêu hệ hồn này, thổi tấn công quần thể. Quả này phải ulti con boss thôi các bạn, phải hạ boss sớm. Mình nghĩ là các bạn cứ lên tích kim cương lại, mình đang tích lại một con arc tầm độ khoảng 1-2 sự kiện, nếu mà tích được khoảng 300-400k kim cương là có khi test được arc VIP cho anh em xem luôn. À, best xịn cho anh em xem luôn. Bê trông chờ vậy thôi, chả biết sao giờ. Úi giời đau thế. Đau thế. Úi giời, đau thế nhỉ. Ui, cái quả ulti của nó mạnh thật sự ạ. Không biết kêu trước nhà tí, đánh xong mình sẽ về Việt Nam để xem kim của cháu nó nhào nhá. Lát cái nhỉ, hôm nay sao lát cái nhỉ, mấy anh em chơi bé bị lát không, thấy nhiều bạn mà bị văng cơ. Cái này thì mình cũng chưa gặp bao giờ, mình chỉ bị lát thế tí thôi là mình đã chơi ổn định lại. Còn đâu sự kiện đổi 100k kim cương cũng còn 4 ngày nữa anh em tranh thủ thời gian nhá. Event quà hôm nay đã đổi đồ bán này, nó có một lông vòng tay Z này, sao xa các kiểu anh em. Hợp lý nhỉ. Uầy, mở được cả Pro 2 này. Nhưng mà level 75 nó mới cho mở chứ nhỉ. 75 level 75 mới cho mở. Cái này chắc phải về con kia mình mới level 52. Nói chung còn cây dài các bạn. Cứ thong thả mình tính. Nhận điểm nào. Uầy, thế này úp được chiến như này cũng ngon này. Được nhẹ nhiều cái lân đấy, để mai bắt đầu mình về lân con arc chính của mình luôn. Con arc Aesop với cả cháu PRM Dienga úp được chiến cho bọn nó. Còn 40k kim cương mình sẽ úp hết cho bọn nó để xem được bao nhiêu điểm được chiến nha. Giờ thì nhận đống quà này về để lân đã. Để lân sơ xem. Uầy, có khi lên được chiến ngon anh em. Sao lắp nhỉ? Lắp thật sự ạ.
này nát thật luôn ạ. Ú coi bộ đây thì hết đi xếp rồi thôi. Một lúc auto kích nhỉ, auto kích cho nhanh. Hắn còn úp được nữa các bạn, hắn còn úp được nữa. Never 80 rồi, chiến thay đổi hoàn toàn. Úp cái này, mấy cái này úp nó lên never gắt lắm anh em ạ. Các bạn cũng mua về mà úp nha. Ú chà, thế chắc giữ hết luôn, nâng full hết. Cơ bản vẫn có điểm xếp các bạn mới nâng được. Ui, úp một phát nên cả mấy level như này thì lực chiến nó cộng có mà thôi rồi luôn á. Ui. Phê rồi. Cũng gần hết điểm rồi các bạn, giờ úp lên được tầm 10 level nữa thôi. Vậy lực chiến thay đổi hoàn toàn nhé. Ấy, nhiều cái lưng này ngon đấy. Hôm sau về lưng bên con nào kia mới được. Giờ thì về xem cháu vua tháp ballet skin như nào nha các bạn. Ok, đây là vua tháp ballet các bạn. Chúng ta cùng xem skin của cháu nó nhé. Cái quả lội tại này, khi ra trận tất cả bét hệ lửa, hệ hồn, biến dịch hiệu quả đóng băng, tất cả bét beta tăng 10% speed cao ra 2 hiệp và khi chiến đấu tăng 5% đam cho bản thân nha. Một kill ác đã tạo sát thương hệ ác của bằng 15% HP mục tiêu. Thế thôi các bạn, không có gì khác biệt. Tăng 400 pit cho bản thân. Mục tiêu này là tăng 200 dam cho bản thân. À, thảo nào nó đánh dồn, bắt đầu lúc sau nó càng khỏe các bạn. Của ulti này, tấn công có tỷ lệ bạo kích cao và skin này có khi bạo kích sát thương tăng dần đến 50% tạo thêm sát thương bằng 15% HP và mục tiêu. Quay thảo nào này nó đánh khỏe như vậy các bạn. Ok thôi, hôm nay cũng đã thử test vua tháp ballet rồi. Cũng thức mong chờ ngày mai thì bắt đầu là video cày cuốc nha. Rất mong để anh em ủng hộ. Còn đâu clip mình xin phép kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Thích nhanh xem video về nhé. Đừng quên like, share, ủng hộ channel. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo.